sự giàu có thật sự trong nước trời. Bài tin mừng theo Thánh Marco trình bày cho chúng ta một câu chuyện rất đặc biệt về một người thanh niên giàu có đến gặp Chúa Giêsu, bày tỏ khát khao được sống đời đời. Người thanh niên này hỏi Chúa: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp?" Câu hỏi của anh thể hiện một trái tim khao khát tìm kiếm chân lý và sự sống vĩnh cửu. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giêsu đã đưa anh đến một thử thách lớn hơn mà anh không thể ngờ tới. Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc nhắc nhở người thanh niên về các giới răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thảo kính cha mẹ. Người thanh niên trả lời rằng anh đã tuân giữ tất cả những điều đó từ khi còn trẻ. Điều này cho thấy anh là một người đạo đức và có lòng khao khát sống theo thánh ý Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không dừng lại ở việc tuân giữ các giới răn. Ngài nhìn anh với lòng yêu mến và nói: anh chỉ còn thiếu một điều, hãy đi bán tất cả những gì anh có, lấy tiền cho người nghèo, rồi đến theo thầy. Đối với người thanh niên này, của cải đã trở thành một rào cản ngăn anh đến gần Thiên Chúa. Chúa Giêsu kêu gọi anh không chỉ tuân giữ luật lệ, mà còn từ bỏ sự dính bén với của cải vật chất để có thể hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Người thanh niên sau khi nghe lời Chúa Giêsu đã buồn rầu và bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Câu chuyện này phản ánh thực tế rằng việc từ bỏ của cải, sự an toàn vật chất và sự phụ thuộc vào những thứ chóng qua ở đời này là một thách thức lớn đối với mỗi người chúng ta. Của cải vật chất không tự nó xấu, nhưng sự gắn bó quá mức với chúng có thể khiến ta rơi vào sự tự mãn và tự phụ, làm mờ đi lòng khao khát hướng về Thiên Chúa. Chúa Giêsu tiếp tục nói với các môn đệ: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Lời này không có nghĩa là người giàu không thể vào nước trời, nhưng nhấn mạnh sự khó khăn của việc từ bỏ những ràng buộc với của cải trần gian để hướng tâm hồn lên những giá trị vĩnh cửu. Trong xã hội hiện đại, giàu có thường được đo lường bằng số lượng tài sản, tiền bạc hay quyền lực mà một người sở hữu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu trong tin mừng muốn chúng ta nhìn nhận sự giàu có không chỉ qua những giá trị vật chất, mà còn qua một khía cạnh cao quý hơn. Đó là sự giàu có trong tâm hồn, trong lòng yêu thương và trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã khẳng định rằng sự giàu có thật sự không nằm ở của cải vật chất, mà ở tình yêu và sự hiệp thông với Thiên Chúa. Khi người thanh niên giàu có đến hỏi Chúa về cách đạt được sự sống đời đời, Ngài không chỉ nói đến việc tuân giữ các giới răn, mà còn kêu gọi anh từ bỏ của cải để hoàn toàn bước theo Chúa. Điều này cho thấy sự từ bỏ của cải không phải là một mất mát, mà là cơ hội để đạt được sự giàu có vĩnh cửu trong nước trời. Chúa Giêsu đã khẳng định rằng sự giàu có thật sự không nằm ở của cải vật chất, mà ở tình yêu và sự hiệp thông với Thiên Chúa. Khi người thanh niên giàu có đến hỏi Chúa về cách đạt được sự sống đời đời, Ngài không chỉ nói đến việc tuân giữ các giới răn, mà còn kêu gọi anh từ bỏ của cải để hoàn toàn bước theo Chúa. Điều này cho thấy sự từ bỏ của cải không phải là một mất mát, mà là cơ hội để đạt được sự giàu có vĩnh cửu trong nước trời. Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận ra rằng sự giàu có thật sự không nằm ở của cải vật chất, mà ở sự giàu có trong tâm hồn, trong lòng yêu thương và sự gắn bó với Thiên Chúa. Khi chúng ta từ bỏ của cải để theo Chúa, chúng ta không mất đi điều gì, mà trái lại, chúng ta được hưởng một gia nghiệp vĩnh cửu trong nước trời. Chúa Giêsu hứa với các môn đệ rằng, ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, thì sẽ được gấp trăm ở đời này và trong đời sau được sự sống đời đời. Điều này khẳng định rằng, khi chúng ta sống một cách quảng đại, biết cho đi, chia sẻ và sống theo tin mừng, chúng ta không chỉ được sự bình an, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại, mà còn được phần thưởng vĩnh cửu ở đời sau. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng, một tâm hồn giàu có là tâm hồn tràn đầy tình yêu thương, lòng bác ái và sự tha thứ. Sự giàu có này không thể mua được bằng tiền bạc, mà chỉ có thể được vun đắp qua việc chúng ta sống yêu thương và chia sẻ với người khác. Người giàu có trong tâm hồn là người luôn sẵn sàng cho đi, chia sẻ với người nghèo, người khốn khổ, mà không tính toán hay đòi hỏi sự đền đáp. Chính sự cho đi đó làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú, vì khi chúng ta biết yêu thương và quan tâm đến người khác, chúng ta cảm nhận được niềm vui và bình an sâu sắc từ Thiên Chúa.
sự giàu có thật sự còn được đo lường bằng mối liên kết của chúng ta với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu khẳng định rằng, ai từ bỏ những ràng buộc với của cải, nhà cửa, gia đình, vì Ngài và vì tin mừng, sẽ nhận được phần thưởng gấp trăm ở đời này và sự sống đời đời ở đời sau. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải bỏ rơi gia đình hay những giá trị trần thế, mà là chúng ta cần đặt Thiên Chúa lên trên tất cả. Khi chúng ta để Chúa làm trung tâm cuộc đời, mọi quyết định và hành động của chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa và mang lại những giá trị vĩnh cửu. Của cải vật chất, tiền bạc chỉ là những thứ chóng qua và không thể mang đến cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc lâu dài. Thật vậy, có rất nhiều người giàu có về mặt vật chất nhưng lại cảm thấy trống rỗng, cô đơn và bất an trong tâm hồn. Trong khi đó, những người sống gắn bó với Thiên Chúa và yêu thương tha nhân lại cảm nhận được sự giàu có thật sự, bởi vì họ có được niềm vui và bình an nội tại. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta về nguyên tắc căn bản của sự giàu có thiêng liêng. Ai cho đi sẽ nhận lại. Khi chúng ta sống một cách quảng đại, biết cho đi mà không mong đợi đền đáp, chúng ta sẽ được đền bù không chỉ ở đời này mà còn trong đời sau. Cuộc sống không phải là một cuộc tranh giành để có nhiều hơn, mà là một hành trình chia sẻ và yêu thương. Khi chúng ta biết cho đi, chúng ta đang tích góp cho mình một kho tàng không thể hư mất ở nước trời. Cuộc sống ngắn ngủi và mọi của cải vật chất chúng ta có được cuối cùng cũng sẽ qua đi. Nhưng những giá trị vĩnh cửu như tình yêu, lòng quảng đại và đức tin sẽ tồn tại mãi mãi. Đó chính là sự giàu có thật sự mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta hướng tới. Giàu có thật sự không phải là những gì ta sở hữu về vật chất, mà là những gì ta sống và trao đi. Khi ta biết từ bỏ những ràng buộc của cải, sống yêu thương và dâng hiến cho Thiên Chúa, ta không chỉ có được sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại, mà còn được nhận phần thưởng lớn lao trong đời sống vĩnh cửu. Câu chuyện về người thanh niên giàu có hôm nay mời gọi chúng ta xem xét lại mối tương quan của mình với của cải vật chất. Liệu chúng ta có quá gắn bó với những thứ chóng qua trong cuộc đời này không? Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa để theo Ngài không? Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta phải nghèo đói về mặt vật chất, nhưng Ngài mời gọi chúng ta sống tinh thần nghèo khó, biết từ bỏ những ràng buộc không cần thiết và tập trung vào những giá trị thiêng liêng. Khi chúng ta sống trong sự từ bỏ và quảng đại, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui, sự bình an và hạnh phúc thật sự mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban tặng. Chúa Giê-xu hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, biết từ bỏ những gì không cần thiết để sống cho Ngài. Hãy học cách sống quảng đại, biết chia sẻ của cải, và quan trọng hơn là đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời mình. Khi đó, chúng ta sẽ không chỉ tìm thấy sự sống đời đời, mà còn được sống trong niềm vui và sự bình an ngay tại thế gian này. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi chúng ta biết sống theo tinh thần tin mừng, từ bỏ những dính bén với của cải vật chất và luôn hướng lòng về những giá trị vĩnh cửu trong nước trời. Amen.